nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tại xã Tân Dương, Lâm Động, Hoàng Động, Kiền Bái và Thiên Hương. Dự lễ khởi công có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, đồng chí Phạm Văn Thép, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thuộc huyện cùng đại diện lãnh đạo 5 xã Tân Dương, Lâm Động, Hoàng Động, Kiền Bái và Thiên Hương. Cuối năm 2019, sau khi hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thủy Nguyên bắt tay thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2020-2023, huyện Thủy Nguyên được thành phố lựa chọn đầu tư 25 trên 35 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Để tăng tốc, sớm hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố, năm 2023, huyện Thủy Nguyên tập trung đầu tư 219 công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 10 xã Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Lâm Động, Hoàng Động, Hoa Động, Tân Dương, Thủy Sơn và Đông Sơn. Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Tân Dương năm 2023 với tổng mức đầu tư là 101,8 tỷ đồng, gồm 17 tuyến đường liên thôn, đường trục thôn và đường ngõ xóm với tổng chiều dài 5,13 km và hai công trình dân dụng gồm các hạng mục đầu tư xây dựng tại trường mầm non Tân Dương và nhà văn hóa thôn 2. Quá trình thực hiện dự án sẽ có khoảng 288 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 8.898 m². Tại xã Lâm Động, Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 với tổng mức đầu tư trên 114 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 20 tuyến đường với tổng chiều dài 8,42 km và phần công trình dân dụng gồm các hạng mục đầu tư xây dựng tại trường mầm non Lâm Động. Việc đầu tư xây dựng dự án có khoảng 796 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 21.800 m². Tại xã Hoàng Động, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã phê duyệt đầu tư các công trình nông thôn mới với tổng mức đầu tư là 127 tỷ đồng, bao gồm 32 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài gần 11 km và phần công trình dân dụng gồm các hạng mục đầu tư xây dựng tại trường tiểu học Hoàng Động và trường trung học cơ sở Hoàng Động. Quá trình thực hiện dự án sẽ có khoảng 574 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 19.248 m². Dự án tại xã Thiên Hương được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 145,8 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 12 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 7 km và xây dựng công trình dân dụng, gồm các hạng mục công trình giáo dục tiện ích tại trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà văn hóa xã Thiên Hương. Quá trình thực hiện dự án sẽ có khoảng 216 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 13.188 m². Dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiền Bái được Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên phê duyệt tại quyết định số 4409 ngày 22 tháng 5 năm 2023 với tổng mức đầu tư là 148,3 tỷ đồng, bao gồm 12 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 8,79 km, gồm đường liên xã, đường liên thôn, đường trục thôn và đường ngõ xóm và phần công trình dân dụng đầu tư xây dựng các hạng mục tại trường trung học cơ sở Kiền Bái. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có khoảng 284 hộ dân phải hiến đất với diện tích trên 7.113 m². Thời gian hoàn thành các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại 5 xã Tân Dương, Lâm Động, Hoàng Động, Kiền Bái và Thiên Hương là trong tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới kiểu mẫu tại 5 xã có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước xây dựng thành phố Thủy Nguyên. Do đó, các đồng chí đề nghị Ban Quản lý Dự án huyện Thủy Nguyên cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hoàn thành theo đúng tiến độ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với các phòng, đơn vị của huyện và địa phương bắt tay ngay vào công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể xã Tân Dương, Lâm Động,
Hoàng Động, Kiền Bái và Thiên Hương tích cực vào cuộc triển khai đến từng thôn, từng hộ, tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ chung của dự án. Việc triển khai thi công các công trình giao thông, giáo dục sẽ sớm giúp 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và cụ thể hóa các tiêu chí thành phường, góp phần xây dựng Thủy Nguyên có kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục đồng bộ, hiện đại, kết nối chặt chẽ và là bước đệm quan trọng để tạo đà phát triển đô thị hóa tại huyện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủy Nguyên trở thành thành phố. 35 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.